Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV cùng với bác sĩ Ngô Bá Định, Nguyễn Kim Bình và tôi là Lê Minh Nguyên. Trước khi chúng ta đi vào vấn đề tranh cử thì không biết bác sĩ Định có cái ý kiến gì về vấn đề cái dịch này không? Có một điểm mà cũng muốn nhắc hỏi bác sĩ Định đó, là ông giám đốc của CDC là ông Dr. Redfield đó. Dạ vâng. Thì ông mới vừa đi ra ngoài quốc hội để ông điều trần, thì ông điều trần thì ông nói lên những cái điều để ông bảo vệ. Bây giờ điều trần thì ông không thể nói giấu giếm được. Dạ. Bởi vì giấu giếm là sau này ông có thể ở tù. Dạ. Bởi vì phải tuyên thệ. Dạ, vâng. Thề. Thành ra những cái điều mà ông nói trước quốc hội nó lại đi là nó không có đồng hành với tổng thống. Ồ. Và tổng thống Trump có vẻ rất là không có hài lòng, bất mãn, và người dư luận nói thì ông Robert Redfield có lẽ cái ngày ông làm giám đốc CDC chỉ đếm từng ngày thôi, có thể ông sẽ mất job. Thì không biết là trước khi đi qua vấn đề tranh cử, anh bác sĩ Định có thể có chờ. Ok, bây giờ mình cứ thấy là đất nước Mỹ mình là tội tình, tại vì trên dưới nó không đồng lòng và cái science không được tôn trọng cái triệt để. Những cái nước khác mà họ như Nhật Bản, họ đồng lòng trên dưới, họ có 11 người chết trong 1 triệu người. Nước Mỹ chúng ta trên 600 người chết trong 1 triệu người. Canada chỉ có vài chục người trên 1 triệu người. Nước Mỹ chúng ta tới 590 mấy, nếu không nói là 600 người trong 1 triệu người. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chống đánh xuôi kèn thổi ngược mà chúng ta lại không có sự đồng lòng nhất trí. Thì mình thấy đó, trong một cái nước mà quân vương mà là người U vương á, là một cái người mà không phải là Minh vương á, thì thường những trung thần thường là bỏ đi hết. Những người mà tội thần là có người phải ở tù, có những người rồi bị sa thải thay thế với những người mà ông vua ông thích. Thì ở đây rõ ràng mình thấy cái nội các và chính quyền đương thời rõ ràng là cái rõ ràng trước mắt là xảy ra y như vậy, là những người nào mà phải thân là phải theo tổng thống thì mới được bổ nhiệm vào, thì còn những người khác thì đương nhiệm hay gì đó mà không theo và nói gì ngược lại là có thể bị sa thải. Thì trở lại ông Redfield thì mình thấy có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ông nói là cái điều mà quan trọng nhất là wearing mask nó sẽ prevent, là nó ngăn ngừa cho chúng ta không có bị cái con COVID-19 infection. Điều đó tôi đồng ý. Hiện bây giờ nó quan trọng hơn là vaccine, mà tổng thống Trump nói là ông nói vậy là không đúng, nhưng không đồng ý. Đúng, tôi đồng ý ông Redfield, tại vì phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Chúng ta có muốn để bị bệnh xong rồi mới biết là thuốc đó nó có hiệu nghiệm hay không? No, chúng ta muốn không bị bệnh luôn. Tại để mà không ngờ, người ta nghiên cứu là nếu mà ta dùng mask cho đến cuối năm nay chúng ta save được 115.000 tính mạng. Cái đó là do National Institute về vấn đề mà gọi là Health Metric and Prevent Evaluation từ Washington University. Thì người ta nói rằng nếu mà ta dùng mask chúng ta save được cả trăm ngàn, cả triệu người. Nếu mà nói trên thế giới cả bao nhiêu triệu người sẽ không bị tán mạng về nếu mà chúng ta wearing mask. Thì để mà tôi và bác sĩ thì chúng tôi nghĩ là tôi thích phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thì chúng ta phải đeo mask để chúng ta không đợi đến khi nào mà bị bệnh xong rồi mới hy vọng cho vaccine work. Nhưng mà vaccine có thể work khoảng từ 50-70% là thôi, mà chúng ta chưa biết khi nào mới được chuẩn thuận, mà chúng ta chưa biết khi nào tới phiên mình, tại vì nó có bao nhiêu tỷ người cần cái vaccine mà không biết chừng nào tới phiên mình. Có một cái báo cáo mới về ra mới một ngày trước đây của cái OECD, tức là một cái tổ chức 37 quốc gia dân chủ phát triển trên thế giới để cộng tác kinh tế, hợp tác với nhau. Thì họ nghiên cứu 37 cái nước dân chủ phát triển mà hợp tác kinh tế đó, thì nói rằng Nam Hàn là cái quốc gia gương mẫu nhất, có thể nói là cái mô hình của một quốc gia dân chủ mà trị chống chọi COVID. Bây giờ thứ nhất là họ đã chuẩn bị trước, họ chi tiêu trước để mà chuẩn bị cho đại dịch, tức là họ có sẵn sàng chuẩn bị. Thứ hai á, là họ để những cái chuyên gia y tế lãnh đạo cái cuộc chống đại dịch. Thứ ba là họ coi như họ theo dõi, họ tracing sinh rồi họ checking là họ quarantine rồi là chống cái lây lan. Thì nó đưa tới cái vấn đề là họ cái số chết rất ít, và cái vấn đề mà tục hậu về vấn đề kinh tế cũng ít nhất so với 37 nước, tức là họ không bị thiệt hại nhiều về vấn đề kinh tế mà họ cũng không bị thiệt hại nhiều về nhân mạng. Thì có thể nói là nó cái mô hình cho thế giới nhìn trong những quốc gia dân chủ về chống dịch. Điều đó rất khẳng định để mà khôi phục lại kinh tế đó. Cái người mà thiển cận nói có nồi cơm bát gạo tôi nếu mà chết thì đáng chịu thôi, nhưng mà trước hết là tôi không có tiền sống hay nè, tôi không nằm trong cái nhóm người đó, tôi nằm trong người đó, không phải là mình, tại vì mình thiếu thốn mà không có được thiếu thốn, mình dư giả mà mình nói câu đó. No, cái logic nói cho tôi biết, và bản thân tôi đó,
Mà tôi nghĩ rất là nhiều người sẽ cùng quan điểm với tôi là để mà phục hồi kinh tế chúng phải chữa bệnh trước, chúng phải ngăn ngừa bệnh lây lan trước. Tại vì nếu mà chúng ta kiếm ra tiền, chúng ta lấy lại income, nhưng mà chúng ta bị bệnh mà chết có đáng không? Chúng ta phải nghĩ cho mình. Không phải là một cái ví dụ để so với Mỹ trong bất cứ chuyện, hầu hết mọi chuyện. Nam Hàn hơn Mỹ nhiều cái lắm. Vâng. Mà một những cái may mắn hơn Mỹ là đương nhiên năm nay ở Nam Hàn không có bầu cử tổng thống. Và Nam Hàn họ đã giải nhiệm cái tổng thống trước của họ 2 năm trước rồi. Cho nên cái chính trị Nam Hàn đó nó không có căng thẳng như ở Mỹ. Cái hay của Nam Hàn nữa là họ chống dịch mà họ không cần phải đóng cửa cái nền kinh tế. Bây giờ mình có thể trước finish Nam Hàn mình có thể đi qua cái vấn đề mà bầu cử. Dạ, trong cái tuần vừa rồi thì đương nhiên ngoài chuyện cuốn sách của Bob Woodward thì có lẽ cái tin lớn nhất trong cái cuộc tranh cử trong tuần vừa rồi đó là cái những cái kết quả tham dự ý kiến mới nhất ở Florida từ hồi đầu tháng 9 đến bây giờ trong vòng 2 tuần. Thì thấy có một hiện tượng trên toàn quốc á, thì ông Biden vẫn trong hầu hết những cuộc tham dự ý kiến Biden vẫn dẫn khoảng chừng 6-7% nếu tính trung bình. Nhưng mà riêng ở Florida thì có dấu hiệu cho thấy là ông Trump ông đã catch up rồi. Và một cái cuộc tham dự ý kiến mà có lẽ nhiều người gọi là chú ý nhất là cái cuộc tham dự ý kiến của NBC với Mary Paul, đài truyền hình NBC. Họ làm cuộc tham dự ý kiến riêng ở Florida và sau đó ở hai cuộc tham dự ý kiến Florida và Pennsylvania. Thì họ thấy rõ là ở Florida bên phía Cộng Hòa đã catch up, ông Trump đã catch up được. Và họ giải thích đằng sau đó, nếu mà chút nữa phòng kỹ thuật có thể kéo ra cái bản đồ kết quả bầu cử của 4 năm trước và tình hình ở Florida bây giờ, thì họ thấy cái yếu tố quan trọng nhất là ở cái số cử tri mà gốc Hispanic ở Florida. Dạ vâng. Đây là Florida 4 năm trước. Và mình nhìn vô thì mình thấy rõ, đây là cái truyền thống của Florida rồi. Đại đa số những người phiếu cử tri dân chủ họ sống ở 3 county ở phía nam của Florida, Miami, ở chung quanh thành phố Miami, Miami Dade, Palm Beach, nhà của ông Trump và Broward County. 3 county ở phía nam của Florida đó gom lại là khoảng chừng 2.5 triệu phiếu, là khoảng 25% cử tri ở Florida. Thì đó là cái thành trì lớn nhất của đảng Dân Chủ. Và 4 năm trước, bà Clinton bà thắng ở đó khoảng 30%, hơn được khoảng 30%. Bây giờ là khai kết quả bầu cử, không tham dự ý kiến đó, thì riêng ở cái vùng này, cái sự chênh lệch nó gần như là nó sát với nhau nhiều lắm rồi. Chút nữa có thể phòng kỹ thuật có thể kéo cái kết quả của tham dự ý kiến hiện giờ ở Florida đó. Cái này là 2016. Đây là 2016 đó. Và tất cả những vùng đỏ là thành trì của ông Trump. Sở dĩ ông Trump thắng được Florida là tại vì tất cả những cái vùng đỏ đó bên phía dân chủ họ chỉ thắng những cái trung tâm dân số lớn nhất chung quanh Miami, Orlando và chung quanh Tampa. Anh Kim Bình đang nói vào 2016, thưa quý vị. Đó là kết quả của 16. Cho nên nếu muốn thắng Florida kỳ này thì ông Biden ông phải làm được giống như bà Clinton vào 4 năm trước, tức là ông phải thắng thiệt là lớn ở 3 county và phía nam đó chung quanh Miami. Và để mà thắng lớn như vậy thì ông phải có sự hậu thuẫn gọi là cao độ của dân Hispanic. Yeah, vâng. Để mà bù lại cái số phiếu Mỹ trắng ủng hộ cho ông Trump. Thì người Hispanic ở Florida đó họ có hai cái trung tâm dân số. Thứ nhất là chung quanh Miami, đó là những người gốc Cuba. Dạ vâng. Và thứ nhì là cái trung tâm chung quanh Orlando, đó là dân Puerto Rico. Người Việt Nam mình so với Cuba và Puerto Rico đó không có nghĩa lý gì. Dân số Việt Nam ở Florida khoảng chừng 120.000 cho đến bây giờ. Đó là những cái số ước lượng mà thì trong đó có khoảng cao nhất là cỡ chừng 60.000 cử tri Việt Nam. Dạ vâng. So với lại 1.5 triệu người Cuba và 1.2 triệu người Puerto Rico. Dạ vâng. Cho nên với cái tình hình như vậy thì bên phía dân chủ họ biết để thắng được Florida bắt buộc ông Biden ông phải xuất hiện, ông phải ra mặt và ông phải có thay đổi cái chiến lược trong vòng từ giờ đến ngày bầu cử. Trong ngày thứ ba vừa rồi mình thấy là ông Biden ông trở lại Florida lần đầu tiên sau mấy tháng và ông có đến Tampa và đến ngoại ô Orlando để thăm cộng đồng Puerto Rico. Tại vì bên phía dân chủ họ biết nếu không có thay đổi gì hết ở ngay hiện trường đó thì cái khí thế hiện giờ đang phía Cộng Hòa. Đó là tình hình ở Florida. Anh nghĩ Biden có thể trở lại Florida với một cái town hall không anh? Hay đã qua rồi, xong rồi? Ông vừa mới làm hai cái town hall. Thứ nhất là với bên Veteran và thứ nhì là với cái cộng đồng Puerto Rico ở Kissimmee. Thì trên cái báo chí những cái nghiên cứu như mình vừa nói thì đúng là cái Hispanic vô là ủng hộ ông Biden kỳ này là cái phần trăm nó vẫn nhiều hơn là ông Trump, nhưng mà cái phần trăm so với bà Hillary là nó thấp hơn. Bà Hillary khoảng 30%+ thì ông khoảng 20%+. Nhưng mà để offset cái chuyện đó thì ngược lại là cái da trắng, người da trắng là ủng hộ ông Biden nhiều hơn so với bà Clinton. Đúng rồi.
Hồi đó là mình Da Trắng không ủng hộ mà Clinton thì đúng thì đó, cái vấn đề ở đây, cái vấn đề nó cũng rất là challenge, rất là mình không biết nó volatile như thế nào, nhưng mà muốn hỏi Bình đó trước khi mình chấm dứt cái session này thì không muốn hỏi Bình về vấn đề Nevada với Arizona thì như thế nào. Ông Trump cũng làm cái swing qua Nevada và Arizona. Thì ở Nevada ông 4 năm trước ông thua khoảng chừng vài chục ngàn phiếu thôi, cho nên ông Trump vẫn nghĩ là kỳ này ông có thể lật được ông Nevada. Đó là lý do ông đến Reno và Las Vegas kìa vậy thôi. Và hiện giờ ông Trump ông có một cái lợi thế hơn là ông Biden ở chỗ này. Ông liều hơn, giống gì á. Cái người mà thích á thì nói ông lại liều. Như thế nào? Cứ việc tổ chức, cho dù cái lệnh cấm có lệnh đi nữa, ở địa phương có lệnh đó đừng tụ họp, vẫn cứ tổ chức kêu gọi cả chục ngàn người tới. Ai muốn đeo mặt nạ thì đeo, ai không đeo không sao hết. Không có social distancing. Nhưng mà cái đó nó đưa tới cái vấn đề người mà báo chí hỏi ổng thì ổng nói ổng đứng rất xa những cái đám đông. Nhưng mà ở đám đông thì ổng cũng không khe mà ổng đứng rất xa, ổng để ổng không bị thì cái đó là vô hình chung là ổng hy sinh cái supporter của ổng. Tuy nhiên là cái rủi ở chỗ này, đây là một cái canh bạc rất là lớn ở Reno và ở Las Vegas, có lẽ lớn nhất đời ông Trump á. Dạ đúng, đúng. Nếu một tuần nữa mà lỡ như nó có một cái cơn dịch nó bùng lên ở Reno và ở Las Vegas đi, thì tất cả mọi chuyện người ta sẽ đổ thừa ông Trump. Thành ra trong cái tuần này tới này nè, nếu mà mọi chuyện yên ổn thì ông nói ồ, trời hộ mạng tôi. Cảm ơn Bình. Giờ kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.